Chào mừng chị đến với kênh channel của em là Nguyễn Trọng Thiện. Và hôm nay em xin đại diện cho group người đỏ chứng khoán. Em và anh chị sẽ cùng làm việc ở cái video này. Và hôm nay lại thêm một phiên tiếp tục, chúng ta lại được ăn cỏ xanh đúng không anh chị? Không còn phải lên đên trên những biển lửa nữa, chúng ta được ăn cỏ xanh. Và cái cỏ xanh này nó rất là ngọt ngào. Ngọt ngào ở điểm gì anh chị? Là đang cho chúng ta thấy một cái lực đẩy rằng chứng tỏ là thị trường sẽ vượt 1.200 hay là không. Chúng ta cùng xem đến cuối video nhé. Và hôm nay chúng ta nhìn nhận thị trường chúng ta là một thị trường mà không biết rằng hệ thống đã trơn tru hay chưa, không biết rằng là mọi thứ đã hoàn thành với FPT và HOSE đã hoàn thành hay chưa, mà thị trường chúng ta lại có sự trơn tru đến như vậy. Giao dịch đến tận phiên ATO mà vẫn không bị nghẽn, khối lượng thì vẫn cứ tăng vèo vèo, số lượng cổ phiếu thì đã tăng lên gần 800 triệu cổ phiếu, một số rất là cao đúng không chị? Đấy. Trong khi đó chúng ta lại có thêm một kỷ lục nữa, kỷ lục mang tên STB. Một kỷ lục mà cho chúng ta thấy rằng là lượng tiền vào mã cổ phiếu này rất là nhiều. Như thế mà, đây STB. Đây, gần 100 triệu cổ phiếu. Một con số rất là lớn. Và đây là một kỷ lục thị trường Việt Nam chúng ta. Và chúng ta đã thấy rằng là dòng tiền đang kéo tới lại VN30 rồi đúng không anh chị? Thấy hầu như các mã VN30 đều đang rất là xanh, rất là tốt. Ngoài trừ những mã về bán lẻ thì nó lại đỏ thôi. Còn là tất cả các mã đều được lan rộng cả. Đặc biệt nhất là một ngành cổ phiếu đã cầm cờ khởi nghĩa, đó chính là ngành banh, ngành đã cầm cờ khởi nghĩa và sau đó phất cờ khởi nghĩa cho thêm những ngành khác nữa như là ngành chứng khoán chẳng hạn, ngành dầu khí chẳng hạn đó. Thì khối ngoại hôm nay vẫn tiếp tục là một điểm trừ, vẫn tiếp tục là một điểm trừ đó anh chị, vẫn tiếp tục bán ròng, nhưng chúng ta thấy khối ngoại vẫn đã mua ròng vào và hầu như là họ đang cơ cấu danh mục của họ rất là nhiều, họ đang bán dường như là những mã trụ như thế mà. Xong rồi khi đó họ mua hầu như là những mã dòng mid cap, những mã mà trong V30 có khả năng chạy tốt. Và chúng ta lại có thêm một câu chuyện nữa đến từ sự hút dòng tiền của ETS vào trong tháng 4 này. Và tiếp tục họ lại tiếp tục mua thêm một số mã cổ phiếu nữa. Trong đó có siêu cổ phiếu TCM mà em đã luôn luôn nhắc cho anh chị ở những video trước. Và siêu cổ phiếu ACB là một cổ phiếu mà cho chúng ta thấy được cái tỷ suất lợi nhuận của nó luôn luôn qua các năm là 19-20%, kèm theo đó là sự an toàn khi nó thể đáp ứng được những cái yêu cầu của nhà nước đề ra về tín dụng thị trường Việt Nam chúng ta là 12% đúng không anh chị? Thì chúng ta nhìn nhận như vậy và chúng ta hiểu được cái định giá của cổ phiếu MSB chưa phải là không phải là ảo. Nếu như ảo thì khối ngoại họ đã không mua vào. Và khi khối ngoại mua vào là định giá của MSB vẫn còn tăng nữa. Cho nên chúng ta hãy cân nhắc mã phiếu MSB khi nó đang ở một mức giá rất là đẹp. Lát nữa em sẽ phân tích cái mã phiếu này cho anh chị nha. Và chúng ta hãy nhìn coi là thị trường chúng ta nó đang tốt đẹp hay không tốt đẹp. Ngay cả em thì em thấy là thị trường chúng ta vẫn đang rất là ổn. Trước đó em đã có nói là thị trường chúng ta sẽ đạt về 1.150 và cũng có thể sẽ sâu hơn nữa, đó là 1.100. Nhưng điều này là điều có thể xảy ra. Anh chị phải cân nhắc điều đó nha. Chúng ta phải xử lý mọi tình huống có thể xảy ra ở thị trường này. Chúng ta không nên ôm khăng khăng một cái lý tưởng hoàn hảo cho một cái vấn đề nào đó. Đúng không chị? Anh chị đã bao giờ nghĩ rằng là anh chị được điểm 10 nhưng khi anh chị thi ra chỉ được điểm 8 chứ anh chị? Đó là điều luôn luôn. Nên chúng ta phải hiểu điều đó. Không có điều gì là chắc chắn, không có điều gì là luôn luôn đúng cả. Chúng ta phải hiểu điều đó. Và chúng ta phải xử lý mọi tình huống xảy ra trên thị trường này. Chứng khoán thực chất nó chỉ là một cái xác suất. Chúng ta nắm được 70-80% sự chiến thắng rồi, còn 20% còn lại là dựa vào những tình huống thiên nga đen mà chúng ta không bao giờ biết tới được. Chẳng hạn như Covid đúng không chị? Đâu ai nghĩ rằng Covid sẽ xảy ra. Đâu ai nghĩ rằng thị trường ta sẽ đạt một phát về 600 điểm. Đâu ai nghĩ như vậy đâu. Đó, chúng ta phải hiểu những điều đó và chúng ta phải chuẩn bị những tình huống xảy ra đến cỡ xấu nhất có thể. Đó là vực, đó là có thể giảm xuống 1.100 và đẹp nhất là có thể vượt được 1.200 trong tuần sau. Đó, chúng ta phải xử lý mọi tình huống. Và chúng ta hãy cùng nhìn nhận là hệ thống đã có ổn định hay chưa mà chúng ta có thể giao dịch mượt đến như vậy. Một cây khối lượng này quá là mượt đúng không chị? Một cây khối lượng quá là mượt. Thì như em nhìn nhận thấy là không biết hệ thống đã ổn định hay chưa, nhưng phiên giao dịch ngày hôm nay chúng ta có thể kéo dài tận phiên ATO là một cái sự đáng kỷ lục. So với những phiên trước, hầu như là phiên trước là cứ 1 giờ hoặc là đến 1 giờ 10, 1 giờ rưỡi, trung bình là 1 giờ rưỡi là chúng ta đã phải say goodbye đối với thị trường chứng khoán này rồi, đối với thị trường HOSE rồi.
chúng ta phải nhảy qua HLX hoặc là Upcom để chúng ta tiếp tục đầu tư bên đó. Chúng ta phải hiểu những điều đó là thị trường bây giờ là một thị trường nó có rất nhiều chúng ta phải lo ngại. Lo ngại ở đây là gì? Ta nhìn nhận nha. Ngày hôm qua là một ngày bị nghẽn mạng sớm và thanh khoản thì cực kỳ thấp, cực kỳ thấp. Đến cuối phiên chiều thanh khoản mới tăng lên được. Thì đó là lý do tại sao. Nhưng mà tại sao phiên hôm nay lại tiếp tục dòng tiền đi vào mạnh ở phiên chiều và không bị nghẽn? Một lý do như vậy là lý do gì? Nhưng chị có bao giờ thắc mắc như vậy không? Nhưng chị có bao giờ thắc mắc là tại sao mà phiên hôm qua, tại vì sao nó không chân chu đi mà tại sao phiên hôm nay lại phải chân chu? Đó. Thì thực chất theo như cái suy nghĩ của em thôi nha, là thị trường chúng ta gần như là đã ổn định rồi, hệ thống gần như cũng đã ổn định rồi, rằng có thể là FPT và HOSE đã có một bước đi cải tiến nào đó trong hệ thống đó rồi và chúng ta chưa hề biết, và họ đang đi trải nghiệm, họ đang đi thực nghiệm cái hệ thống đó ở ngày trong ngày hôm nay chẳng hạn. Thì chúng ta phải cùng nhìn nhận nó như vậy, và chưa chắc rằng hệ thống nó đã chân chu và an toàn, đúng không chị? Vẫn chưa biết được điều gì cả. HOSE thì họ đã nói rằng là họ sẽ lên kế hoạch và đưa cái lãi trước thuế của họ để đi đầu tư và xử lý cái hệ thống nghẽn mạng, nghẽn lệ bây giờ. Điều này điều rất là tốt thôi, tại vì dù gì nó cũng là miếng ăn của HOSE mà. Nếu như họ không chân chu, họ không gọt cái miếng ăn của họ sạch sẽ thì họ không thể nào họ bán cho những người khác mua được. Chúng ta phải hiểu điều đó. Cho nên là bây giờ họ cần phải gọt tỉa những cái miếng ăn của họ, những cái cây cảnh của họ thật là trơn tru và đẹp đẽ để họ có thể bán ra được. Thì người mua vào là ai? Là chính là chúng ta. Khi mà lãi suất của các ngân hàng lại tiếp tục hoặc là chẳng có gì dấu hiệu nào tăng cả, kèm theo đó nữa là dòng tiền của Việt Nam chúng ta vẫn là một dòng tiền hiện giờ đang rất là rẻ. Rẻ ở đây là gì? Khi mà thị trường chúng ta đang đi tới một cái bước tân tiến mới hơn, một cái chu kỳ mới hơn, thì trong khi đó là các doanh nghiệp cần phải phát triển, không phải chỉ là một cái doanh nghiệp mà chỉ đáp ứng được những cái nhu cầu bình thường nữa. Đó là những cái nhu cầu về gia công. Chúng ta không còn là một đất nước chỉ có tiếp tục là gia công và đưa những cái miếng ăn ngon cho những đất nước khác, đúng không chị? Anh chị nhìn nhận này, nếu như anh chị đào một cục vàng về, chỉ là một thỏi vàng thôi, anh chị có thể bán nó với giá rất bình thường, 60 triệu đi, 60 triệu một thỏi đi. Nhưng mà khi mà anh chị gia công nó được rất nhiều thứ hơn nữa, nào là nhẫn, nào là vòng cổ, nào là lắc tay, thì khi đó anh chị bán cái đó ra, khẳng định với anh chị là nó sẽ hơn cái mức 60 triệu đó một cách đơn giản mà thôi. Cho nên chúng ta cần phải thay đổi, đúng không chị? Chúng ta đâu phải là tiếp tục là những một đất nước chỉ là gia công về những thứ đơn giản và đưa cho những nước ngoài để họ phát triển về thiết kế, sau đó họ thiết kế xong rồi họ bán cái giá mạnh hơn, giá cao hơn. Điều này điều chúng ta cần phải nâng cấp, bởi các doanh nghiệp cần phải phát triển hơn nữa. Đó. Chúng ta nhìn nhận đặc biệt nhất là hiện giờ hầu như các doanh nghiệp Việt Nam chúng ta đang tận dụng cái thời cơ đầu tư công của nhà nước để phát triển doanh nghiệp rất là mạnh, tiêu biểu như ngành dầu khí này, ngành dệt may này, đó là hai ngành mà em thấy nó đang có sự phát triển rất là mạnh. Tiêu biểu như ngành dệt may nha, họ đã tiếp tục sắm sửa rất nhiều cái máy móc rồi để họ đón chờ một cơn sóng mới, đón chờ một sóng mới sau khi mà bây giờ họ đang có một lượng lãi ổn định qua các năm rồi. Đó là họ đã ký kết những hợp đồng với những công ty của nước ngoài rồi, thì họ đang có sự ổn định rồi, sau đó họ lấy cái lãi đó họ nâng cấp hệ thống của họ rất là tốt, đúng không chị? Chính vì thế chúng ta biết rằng thị trường chúng ta đang có cái sự phát triển và vĩ mô là rất tuyệt vời, đúng không anh chị? Thì chúng ta vẫn cần phải tận dụng những điều đó ở cái đầu tư chứng khoán này để chúng ta đầu tư vào công ty đó và ta mang lợi nhuận cho chúng ta. Chúng ta phải hiểu điều đó, chứng khoán là như vậy. Và hiện tại bây giờ sẽ có hai tình huống xảy ra vào phiên ngày mai và tuần sau, anh chị phải cân nhắc rằng là có thể xảy ra một điều hoặc thị trường chúng ta vẫn có thể bị giảm xuống, nhưng vẫn có thể sẽ vượt 1.200 nếu như hệ thống ổn định. Còn nếu như hệ thống trở lại cái việc ngãn mạng thì khả năng cao sẽ đạt về lại 1.150 hoặc xa hơn nữa là 1.100. Đó điều rất rất là đơn giản, quá khứ đã cho chúng ta thấy những điều đó. Em anh chị hãy cùng coi lại quá khứ nha, quá khứ đã cho chúng ta thấy những điều đó. Cái này em đã phân tích với anh chị rất là nhiều rồi, anh chị thấy không ạ?
đây cũng là một pha rút râu giống như cái phiên hôm thứ sáu vậy, chả khác gì hết. Nhưng khác ở một điểm là nó cũng có một rút râu nó cũng không được cao bằng cái phiên thứ sáu thôi. Và kèm đó có rất nhiều điểm giống nhau, là hai phiên này, là hai phiên xanh này, như thế mà hai phiên xanh này không chị. Và sau đó tiếp tục đi lên trên đến mức này. Sau đó nó còn có những phiên tăng mạnh hơn nữa. Những phiên rất mạnh và sau đó nó lại tiếp tục bị giảm sâu. Và chính vì những thời điểm này chúng ta mới phải cơ cấu danh mục của chúng ta, chứ không phải chúng ta hăng hăng đòi mua những mã cổ phiếu liên tục như vậy. Cơ cấu danh mục để làm gì? Để những cái mã cổ phiếu của anh chị nếu có thị trường có giảm sâu thì chúng ta vẫn có thể trụ lại được, chả bị lỗ liếc bao nhiêu cả, quay lại thị trường ngay lập tức. Còn nếu như chúng ta thị trường tăng thì những mã đó là những mã đi đầu và tăng rất là mạnh. Chúng ta phải hiểu những điều đó. Tại vì sao người ta lại cứ đi mua một mã cổ phiếu mà nó chẳng có câu chuyện gì cả, kinh doanh thì bế bát, nhưng người ta vẫn cứ mua. Còn trong khi đó người ta lại không để ý đến những mã cổ phiếu kinh doanh tốt, đúng không chị? Tiêu biểu như một mã TCM này, đâu có ai để ý đến những mã cổ phiếu tốt như này đâu, đâu có ai để ý một mã cổ phiếu tốt như vậy đâu. Đợi xíu nha, TCM đây, đâu ai để ý đến một mã cổ phiếu tốt như vậy đâu. Nhưng trong khi đó họ để ý những mã cổ phiếu kinh doanh rất là xấu, rất là tệ, chả nhiều gì để nói cả, đúng không chị? Đó, ví dụ như là một mã cổ phiếu, em ví dụ thôi nha, ví dụ như là ROS đi, đó, đi một cách như thế này chả hiểu tại sao nó lại tăng hết, cũng chả hiểu tại sao nó lại giảm cả. Đó, tăng như thế này chả hiểu, giảm như thế này cũng chả hiểu. Người ta chỉ hiểu một điều thôi là Bắc Quyết đang kéo mã cổ phiếu này, đó, chấp hết. Và chúng ta mua để chúng ta căng Bắc Quyết kéo ư, hay là chúng ta mua để chúng ta kỳ vọng công ty này phát triển, chúng ta đang đầu tư hay là đầu cơ? Chúng ta phải hiểu những cái điều đó. Thì cái trường VN Index đã cho chúng ta biết được rất nhiều thứ, đúng không chị? Chúng ta coi lại quá khứ nha. Đó, nếu như nó giảm như này thì sao? Thì đây là một phiên giảm nha. Nếu là phiên giảm nha, nếu như em mua một mã cổ phiếu yếu đi, một mã cổ phiếu yếu đi, ví dụ như là BIDV thì sao anh chị? Thì mã cổ phiếu này nó bị giảm rất là sâu, đúng không anh chị? Rất là sâu, ngay nó giảm rất là sâu này. Đó, sau nó mới có khả năng bật lại được. Thì có phải là anh chị mất một khoảng thời gian rất là dài, kèm nó bị lỗ rất là lâu không? Trong khi đó anh chị mua một mã cổ phiếu tốt thì nó đi rất là đẹp, nó tăng trưởng rất là ổn, đúng không chị? Chẳng hạn nha, mình sẽ ví dụ nha, ví dụ như chúng ta mua MWG đi thì sao anh chị? Thì nó sẽ đi xoay quay như thế này, và trong đó nó vẫn cứ vẫn tăng trưởng rất là đều, tăng trưởng rất là đều như thế mà. Hay là Hòa Phát đi cũng vậy, tăng trưởng rất là đều này, đó, vẫn cứ tăng trưởng chả giảm bao nhiêu cả. Trong khi đó anh chị mua BID thì nó lại giảm, đó, và một lúc sau nó mới hồi lại, nếu lúc này nó mới hồi lại cái mức giá của anh chị. Còn trong khi đó Hòa Phát anh chị mua thì tới đây anh chị đã có lãi khúc trên này rồi, chị đã cứ nhắc chốt rồi. Khi anh chị chốt xong rồi thì anh chị nhảy qua cái mã BID anh chị mua thì anh chị lại ăn thêm một cây nữa. Ví dụ ở đây đi, anh chị chốt ở đây đi, chốt ngay đây nha, anh chị nhảy qua BID anh chị mua thì phải anh chị mua đúng ngay cây bùng nổ của nó không? Đó, đó là cách đầu tư thông minh để ta ăn được lợi nhuận một lúc cả hai cái, thay vì chúng ta cứ ôm khư khư một mã cổ phiếu và tin tưởng là nó sẽ tăng, đặt cái tâm lý của chúng ta quá nhiều vào sự đầu tư đó. Chính vì thế nó lại tự nhiên mã cổ phiếu nó không đi lệch hướng chúng ta thôi, nó cứ đi lệch hướng thôi thì chúng ta chả xử lý được điều gì cả, đúng không chị? Đó, rồi sau này chúng ta phải tự nhủ bản thân rằng là chúng ta cần phải come out, chúng ta cần phải giữ cái tâm lý chúng ta lại và cứ để cho nó giảm đi, sau này nó sẽ tăng thôi đó. Rồi đến giảm đến 50% thì sao? Chúng ta phải cắt lỗ, đúng không anh chị? Đó, đó là những điều mà chúng ta cảm thấy rằng là đó là một phương pháp đầu tư sai lầm, đúng không chị? Nếu như bây giờ nó giảm về đây đi, giảm về mức này đi, anh chị mua khúc này kia là giảm tận 10-mấy% rồi đấy, rồi sau đó nó cứ giảm gì đấy, tăng anh chị bán ra, sau đó lại tăng, đó, cảm thấy lỗ không chị? Chúng ta phải hiểu pháp đầu tư thế nào là an toàn và hợp lý nhất. Thì qua lại thị trường chúng ta VN Index thì nếu như có một phiên giảm về đây thì khả năng cao nó tăng, thì đó là những cái phiên mà khả năng nó sẽ chạy rất mạnh. Nhưng chỉ có giờ thắc mắc là tại sao nó tăng về đây nó lại phải chững lại không? Thì tại vì nó gặp một cái vùng kháng cự ở đây. Vùng kháng cự này ý nghĩa là gì? Cái ý nghĩa là những cái người đang nắm hàng với vùng kháng cự này họ không chịu bán ra khi thị trường giảm, và nó về đây người ta thấy hồi vốn là người ta bán ra, nó bị chững lại ở cái giai đoạn đó. Nhưng sau đó nó mới đi rất là đều này, nó đi đều rất đều khoảng tăng trưởng. Thì thị trường VN Index của ta bây giờ cũng như vậy thôi. Nếu như tiếp tục
nếu như nó giảm một phát về lại 1.100 đi, thì nó tăng về lại cái mức 1.150, thì khả năng nó phải giảm tiếp tục thêm về 1.400 đi, 1.140 đi, thì sau đó mới có thể tăng mạnh được. Thì các cách đi nó như vậy thôi. Thì VL hôm cuối tuần em cũng đã phân tích kỹ cho anh chị rồi, là tại sao nó phải đi như vậy. Thì tại vì thị trường hệ thống vẫn chưa ổn định, khả năng cao là giữa tháng 4 hệ thống mới ổn định, và giữa tháng 4 tất cả các báo cáo quý 1 mới có thể tung ra hết được. Kèm đó là hộp cổ đông cũng sẽ rơi vào những giai đoạn đó, thì khả năng cao nó mới có thể phát triển được, có thể tăng được, có nhiều cái đòn bẩy hơn. So với hiện tại là hệ thống ta vẫn rất là mập mờ, chưa hiểu ra một phiên tăng như này hệ thống đã ổn định hay chưa, đúng không chị? Hay là phiên ngày mai lại tiếp tục bị nghẽn lệ, chưa hiểu được và chưa có một lời lý giải. Đó, rất là mập mờ. Và cái thứ hai nữa là dòng tiền lớn vẫn chưa vào nhiều nữa, trong khi khối ngoại vẫn tiếp tục bán, thì lấy đâu ra dòng tiền lớn vào? Khối ngoại là biểu hiện cho những dòng tiền lớn, biểu hiện thôi nha, chứ nó không thể nào diễn đạt được hết tất cả. Thì nó chỉ biểu hiện, nó thấy là dòng tiền lớn họ đang rút khỏi thị trường liên tục, họ đang đợi sự ổn định. Thì tại vì sao phiên hôm nay nếu như hệ thống ổn định sao họ không mua đi mà họ tiếp tục bán? Ta phải hiểu điều đó là hệ thống vẫn chưa ổn định, theo em đoán là như vậy đấy. Thì khả năng cao phiên ngày mai có thể rằng là sẽ đi sideways ở 1185, là chiếm đến tận 50% là đi sideways ở mức này, còn 50% là sẽ tăng lên được 1190 đấy. Nó hai khả năng như vậy. Nhưng mà còn một khả năng giảm nữa, khả năng giảm này rất là xấu, nhưng mà em kỳ vọng là nó không xảy ra, cho nên em đã cho hai khả năng kia 50-50, là khả năng giảm nó sẽ giảm về lại 1170 và có thể giảm sâu hơn nữa. Cho nên chúng ta hãy cùng đón xem phiên tuần sau nha. Và ở giai đoạn này em luôn luôn nhắc nhở khách hàng của em họ lên cơ cấu danh mục, chứ đừng nghĩ quá nhiều đến việc đầu tư. Nên cơ cấu danh mục trước, rồi sau đó chúng ta hãy mua những mã phiếu mạnh đi theo những dòng tiền, đúng không chị? Chẳng hạn như một mã cổ phiếu như STB này, phải đi theo nó, chứ không phải là chúng ta sợ sệt gì nó hết. Chúng ta phải đi theo nó. Tại vì sao anh chị? Tại vì trước đó bọn em đã mua cái vùng giá như này này, vùng giá trước 18 này đó, khi thị trường giảm mạnh này bọn em đã mua rồi. Thì bây giờ nó tăng như này thì ai được lợi, ai hàng về rồi anh chị? Nếu như phiên ngày mai đi, đặt một cái từ nếu như đi, phiên ngày mai nó một phiên giảm mạnh đi, thì mã cổ phiếu này không thể nào nó trụ nổi được. Tại vì nó bị giảm mạnh, thị trường nó kéo mạnh như vậy, thì khả năng mã cổ phiếu này cũng bị bán chốt liên tục, nó sẽ bị đạp xuống lại. Thì nếu như nó đạp về vùng như này đi, sẽ nói nếu như nè, đạp về vùng dưới này đi, thì ai sẽ là người được lợi anh chị? Thì chính là những người mua ở vùng dưới này nè, những người mua ở vùng dưới những cái cây tuần trước á, họ mới được lợi. Còn những người mua theo cây này là không nhận được lợi, đúng không chị? Đây, tìm mã STB nha. STB nhìn thấy này, là hôm ngày 25 này em đã cân nhắc rồi này, 25 này cân nhắc là STB, là CTR, BTS này, BRT này, cân nhắc mua này. Sau đó này CTG này xác nhận đặt này, mua thêm hai bọn, mua thêm này, nâng tỷ trọng này. Rồi VGI này, cây bậc này, xác nhận mua tỷ trọng này. Đó. Và hôm nay sao anh chị? Hôm nay VGI vẫn tiếp tục tăng và STB đã tăng rồi. VGI. VCI này đã tăng rất là mạnh này. Đó. Không nhầm. VIC em xin lỗi anh chị nha. VIC tăng, tiếp tục tăng rất là mạnh. Đó, bọn em mua cây dưới này mà kéo tận trên này, nếu như vậy em bán cho này đi, thì và bây giờ đã lời được tận mười mấy phần trăm cái mã cổ phiếu VC được không, đúng không chị? Còn CTG nữa, CTG bọn em mua ở cái cây đỏ này, cây đỏ này, cái xanh này, cây xanh này trước đó còn mua ở cái vùng tích lũy cho này nữa, và bây giờ nó tăng được rồi thì khả năng cao phiên ngày mai cũng sẽ chạy thôi. Nếu như thì dù chung chạy thì mã phiếu này vẫn cứ chạy thôi, còn nó giảm thì nó vẫn sẽ giảm về cái vùng mà em mua, chẳng gì phải lo sợ hết, và bọn em có thể xử lý được nếu như nó giảm sâu quá. Còn nếu như những người mua vào những cây như ngày hôm nay đi, họ không thể nào xử lý được. Đó, chúng ta phải hiểu điều đó. Bây giờ không phải thời điểm tốt để chúng ta mua những cây bùng nổ, mà chúng ta nên săn những cây bùng nổ. Điều đó là điều chúng ta nên đầu tư. Thì trước đó, hồi đó có mua thêm những cái mã cổ phiếu như là BR nữa, đang tích lũy nè, mua trong vùng tích lũy thì chả sao cả. Đó, khả năng đang tích lũy thì bọn em mua trước thôi, cứ mua trước và nâng tỷ trọng, mua rồi mà nâng tỷ trọng. Ví dụ như mã cổ phiếu STB nha, nè, nhìn nhận nè,
mua khớp này, mua khớp STB này, nâng tỷ trọng được rồi, là trước đó em đã nâng rồi này. Này, ai có hàng STB này, mua này, nếu sau 1.45 này thì giữ, trên cái mức giá này thì giữ rồi. Đó, thì mua thêm này, đó. Thì đó là cái mà chúng ta nên nhìn nhận một mã cổ phiếu thay đổi phương pháp đầu tư để phù hợp với thị trường bây giờ. Một thị trường đi sideways, không quá nhiều câu chuyện để nói, thì chúng ta phải thay đổi phương pháp đầu tư để đi đúng với cái thị trường bây giờ. Đó. Thì đó là những cái khả năng em nói ra cho thị trường ngày hôm nay. Và hôm nay em sẽ giới thiệu thêm cho anh chị sơ qua về các danh mục, kèm đó là các mã cổ phiếu của các nhóm ngành. Thì đặc biệt nhất hôm nay là ngành khởi nghĩa, là ngành banh đúng không chị? Hôm nay sẽ nói về ngành banh. Đó là đầu tiên ACB. ACB rất là đẹp nha. Như hôm qua em đã nói rồi, nó quay lại test cái đáy này, test đáy này, tiếp tục nó tăng này. Nếu như đẹp nhất thì nó phải tiếp tục quay lại test cái đáy nữa, thì lúc đó chúng ta mua với đẹp. Mua với đẹp. Còn bây giờ chúng ta mua vào chưa chắc là nó đã test đáy hay chưa. Chúng ta mua vùng giá như này là an toàn này. Đó. Cứ nhắc nha, đợi cây bùng nổ. Đây là một trong những cái mô hình rất là kinh điển, mô hình trong cái hộp. Đó, hộp Davos. Thì nếu như nó vượt được, nó break out khỏi được cái hộp Davos này thì khả năng chạy rất là mạnh. Tiêu biểu như một mã như là GMD. GMD là một mã cổ phiếu trong cái hộp Davos. Nếu như nó break out được điểm 34.5, có nghĩa là break out được cái hộp này, thì khả năng nó chạy với mặt. Anh chị hiểu không chị? Đó. Chứ này còn mà nó còn tiếp tục ở trong cái hộp này thì khả năng chưa nhiều câu chuyện để nói. Nó vẫn có khả năng quay đầu lại ngay tức đúng không chị? Đó. Giống như một mã như SC đi. Nó cứ tiếp tục trong một xu hướng tăng như vậy, nhưng nó vẫn trong một cái hộp, cái mô hình hộp. Nó chưa thể nào vượt được ấy. Đấy. Hay là một mã cổ phiếu mà em nghĩ rằng trong tuần tới sẽ chạy, anh chị hãy đưa vào trong danh mục của anh chị nha. Đó là mã cổ phiếu EDC. Trong tuần sau sẽ chạy. Nhìn nhận này, có cái cung bị giảm rồi nè, cung đã bị giảm rồi, và sau đó có một cây khối lượng rất là lớn đi vào, nhưng nó tiếp tục có rũ bỏ tiếp, quyết định rũ bỏ tiếp. Và những pha rũ bỏ như này là một pha rũ bỏ rất là tốt, kèm đó là một cái pha rút râu lén này, anh chị thấy không ạ? Rút râu lén này chứng tỏ rằng là dòng tiền đang đẩy mức giá lên được mức này, không để cho mức giá dưới này chúng ta mua vào, chứng tỏ là trong những ngày tới sẽ chạy với mã cổ phiếu EDC. Chị nên cân nhắc mã cổ phiếu này nha. Nó nhìn mã cổ phiếu này gần giống một mã cổ phiếu, đó là Kim Long Bank. Nhìn thấy Kim Long Bank không ạ? Đây anh chị thấy mà, nó cũng đang tích lũy này, sau đó có những cái cây khối lượng đi vào này, khối lượng đi vào đó, rồi sau đó nó phải tích lũy lại để nó rũ bỏ bớt những cái thằng bu bám nhỏ lẻ, bu bám ba cây này đó, nó rũ bỏ chán chê rồi, nó bắt đầu xác nhận một cái điểm, xác nhận đó là cái điểm này này, chúng ta mua cái điểm xác nhận này này đó. Đó, sau rồi chúng ta đợi rồi tiếp tục nó tăng thôi. Đó, nó tăng tận 10%+. Tuyệt vời không chị? Quá tuyệt vời chứ. Thì đó là cách đầu tư phù hợp nhất và chính xác nhất bây giờ để an toàn nhất cho việc đầu tư của chúng ta. Thay vì chúng ta mua một cây như thế này và ngày mai mốt thị trường chung nó bị giảm đi, thì những cái điểm mua của chúng ta sẽ quay đầu ngay tức. Chúng ta hiểu điều đó. Hôm nay có thêm một mã như là Liên Việt Bốc Banh. Hôm nay vẫn tiếp tục xanh và chân. Rất là đẹp đúng không chị? Đó. Như em đã nói rồi, đây là một mã phiếu mà nó đang tích lũy trong cái vùng này, là một mã phiếu mà khả năng chạy rất là cao. Đây anh chị có coi video hôm qua của em, anh chị cũng sẽ biết được như vậy. Và hôm nay group em đã có cân nhắc cho khách hàng em rồi. Này. Đây. Ngân hàng thì mọi người hãy chú ý đến các mã như là VDB, Liên Việt Banh, CTG, STB, ACB. Đó, trong đây em thích nhất là CTG và ACB. Như em đã có nói rồi thì nhóm ngành ngân hàng giờ bây giờ đang nắm giữ sẽ là nhắm giữ những cái mã phiếu này. Đó. Còn lại thì bán hết rồi. Đấy. Trước đó cũng có nắm giữ mã cổ phiếu STB nhưng mà đã có lời rồi, chốt và mới mua vào hôm thứ sáu vừa rồi STB. Đó, và tiếp tục lời. Đó. Và bây giờ vẫn đang tiếp tục gồng lời với một số mã cổ phiếu khác như là Liên Việt Banh chẳng hạn. Thì đó là cái mà chúng ta đầu tư đúng nhất bây giờ, đó là chúng ta phải biết là một cây khối lượng vào như này và nó đi không được bao lâu cả, tiếp tục có những cây khối lượng vào nhưng nó chả tăng, thì chúng ta biết là sắp tới nó sẽ đánh. Đó, chúng ta mua vào. Đó là pháp đầu tư hợp lý nhất ở bây giờ. Thì qua một số mã cổ phiếu khác như là SHB này. Đó, SHB vẫn tiếp tục tăng. Một mã cổ phiếu tăng liên tục. Ai mua được thì tốt, ai không mua được thì thôi, không gì tiếc cả.
BIDV. BIDV thì nó vẫn đang đi rất là yếu, nó vẫn đang trong cái mô hình hộp DAVAT, cho nên chúng ta vẫn chưa có nhiều cái để nói ở đây. Đó, vẫn chưa nhiều điều để nói. Cho nên chúng ta phải đợi thêm nha. Mã phiếu này chưa nhiều điều để nói đâu. HDBank chỉ có thể cân nhắc giải ngân được nè. Tại vì sao chị? Anh chị thấy không ạ? Cái mô hình nó đang quay trở lại nè. Cái lực mua, lực bán có rồi nè. Đó, lực mua của nhà lập đang có và cái khối lượng trung bình đang giảm rồi. Khả năng cao nó sẽ quay trở lại. Nếu chúng ta đánh ngắn ta sẽ ăn được lên từ cây 28. Cũng rất ok đó anh chị. VDBank thì sao anh chị? VDBank vừa ra tích lũy này. Anh chị nhìn nhận cái mạng cổ phiếu Liên Vũ Bank đi như thế nào thì VDBank khả năng sẽ đi như vậy đó. Nên nhớ mà, khối lượng này vào này, đó nhưng chưa tăng này. Khả năng sẽ tăng này. Đó. Đó là mã phiếu mà cân nhắc nha. VIB là đã chạy được này, như thế mà. Một cái khối lượng vào nhưng không tăng thì sau đó nó chạy. Đó, ta phải hiểu một cái mô hình đánh của nó như vậy. Thì qua một số mã phiếu khác, ngành thép đi thì có HBG. Là một mã cổ phiếu nên cân nhắc cái việc đầu tư của mình nha. Hôm nay tiếp tục bên em nâng tỷ trọng thêm 30% mã cổ phiếu này. Một mã phiếu rất là mạnh, đi tích lũy rất là đẹp. Đó, HBG nha. Có chị có thể nâng tỷ trọng ngay bây giờ rất ok đó. Hoa Sen cũng vậy. Hoa Sen có thể nâng tỷ trọng được nha, rất ok. Nam Kim cũng vậy nha. Nam Kim nó vẫn đang tích lũy này. Trong cái mô hình hộp thôi, vẫn trong một mô hình hộp mà chưa điều gì để nói. Watch out được thì chúng ta mua mạnh. Còn chưa watch out được chúng ta vẫn cứ mua tích lũy trong vùng này thôi. Đó, chưa watch out được chúng ta cứ vẫn mua thôi. TNG cũng vậy. TNG thì nó yếu hơn này, nó phải quay trở lại test cái nền cũ thì chứng tỏ là mà nó yếu hơn, cho nên chúng ta phải tiếp tục đợi thêm để mua nó thôi. Chưa nhiều điều nói hết, nó cần phải tích lũy trong hết tuần này nữa cơ. Đó, và bom cũng vậy, cần phải tích lũy thêm nữa cơ. Chưa nhiều điều phải nói. Qua một số mã cổ phiếu về ngành chứng khoán thì hôm nay có một mã chạy rất mạnh, đó là VND. VND chạy rất mạnh thì nhìn thấy này, khối lượng vào này mà không chạy này thì khả năng sắp tới sẽ chạy thôi, khả năng mã phiếu này sẽ chạy thôi. Và VND này, SHS đó là hai, và VCI nữa là ba mã cổ phiếu ngân hàng mà em cân nhắc cho khách hàng em mua, cân nhắc nắm giữ. SHS này, chào buổi sáng mọi người này. Đấy, nhóm chứng khoán chúng ta có VNI này, SHS này, VCI này, đó rất là đẹp. Thì ví dụ như một cái nhóm ngành nó đã đi rồi thì nó có một cái hệ lụy, nó sẽ kéo nhóm ngành kia đi cùng nữa, nên ta phải hiểu điều đó. Cho nên những nhóm ngành như là bất động sản chuẩn bị sẽ được kéo này, như hôm nay có một mã như là KBC này được kéo này, đúng không chị? Đó, GVR được kéo không chỉ bởi chỉ vì nó đang ở mức giá đẹp, mà trong khi đó nó có cơ bản tốt nữa, cho nên là nó được kéo. Kèm đó nó có một cái tin, có một đồng bẩy rất là mạnh vừa rồi, đó là giá cao su tăng lên 3%. Đó, ta phải hiểu đó, có rất nhiều cái đồng bẩy để có thể thúc đẩy một mã cổ phiếu. Ví dụ như GMD đi, tại sao trước đó nó không có tăng, nó lại ra một cái thông tin, vừa ra một cái thông tin thôi là cái siêu cảng của nó đang có lợi nhuận rồi, tự nhiên nó tăng. Đó, mà siêu cảng này được tung ra vào ngày 19 tháng 1, thì tại sao người ta không mua ở cái điểm ngày 19 tháng 1 đây mà người ta mua ở đây, đúng không chị? Chúng ta phải hiểu điều đó. Cái đồng bẩy nó thúc đẩy nữa, chúng ta phải hiểu những điều đó để chúng ta mua được mạng nhiều mạng phiếu tốt. Thì đó là cái các mạng phiếu. Bây giờ em qua một số mạng phiếu về ngành bán lẻ đi. Chúng ta có MWG nha, vẫn đang đi tích lũy trong vùng này, chưa nhiều điều để nói, cung đã cạn rồi, khả năng cao sẽ bật thôi, cứ giữ thôi nha anh chị. BNG cũng vậy, cứ giữ thôi. BNG hôm nay có một pha chơi đểu này, đó nó kéo chân nữa này để nó hạ thị trường xuống thấp, đó sau rồi nó một pha nó kéo trở lại liền, đó BNG nha. Masan thì sao anh chị? Masan thì rất là tốt nha. Masan hôm nay có một pha trở lại được cái nền của nó rất là tốt này. Kỳ vọng nó phải rush out được cái vùng 90 này thì tốt hơn nữa, và kỳ vọng như vậy. Rush out được cái vùng này khả năng là được 96 rất là cao với mã phiếu Masan. Trong khi nó chả chạy được bao nhiêu cả, một mã phiếu chưa chạy được nhiều. Đấy. Thì cái câu chuyện của chúng ta như vậy. Bây giờ xin qua một số mã phiếu khác nữa về ngành bất động sản. Như là BHR đi, bất động sản về cao su thì BHR này, đó, vẫn đang rất yếu, chưa mua được nha. DRI này cũng rất là yếu, chưa mua được. DRC cũng vậy, chưa mua được. Cân nhắc thôi. Bây giờ chúng ta hãy ngắm nghía cái danh mục chúng ta và cơ cấu danh mục chúng ta là cái tốt nhất ở thời điểm bây giờ. Sau đó chúng ta mới nghĩ được những điều khác, có nên hay không.
và hãy chọn lọc ra những mã phiếu tốt đánh trong dài hạn, là nắm từ 2 đến 3 mã. Rồi sau đó chúng ta cầm những mã phiếu yếu hơn để chúng ta cân nhắc cho việc đầu tư ngắn hạn hay là nắm giữ. Đó là phải hiểu những điều đó. Và những mã cổ phiếu nào là những mã phiếu nên đầu tư ngắn hạn, những mã cổ phiếu nào nên đầu tư dài hạn, chúng ta phải ghi rõ ra và biết được tôi dùng tiền vào những mã phiếu mạnh. Theo Warren Buffett, ông có nói rằng là nên mua một mã cổ phiếu dưới 10% tỷ trọng trong tài khoản, nhưng hãy mua những mã phiếu có câu chuyện và có định giá tốt, phát triển tốt, hãy mua nó ở mọi mức giá có thể. Đó, Warren Buffett đã nói vậy, chúng ta phải hiểu đó. Tại vì sao? Tại vì sao thằng TCM lại tăng mạnh đến như vậy? Tăng mạnh như vậy, tại vì nó được định giá rất là cao, nó được lợi ích rất là nhiều từ việc dịch may, khi mà Trung Quốc bây giờ đang rất là cạn kiệt, phát triển dịch may vẫn chưa thể nào mà mạnh hơn nữa được nữa. Trong khi đó Việt Nam ta đang có một sự trở lại rất là mạnh, vừa mới xác nhận là vừa đang đứng thứ hai trên thế giới, là chỉ sau Trung Quốc thôi. Đó, một pha rất là mạnh đúng không chị, một pha combat rất là mạnh. Chính những điều này đã thúc đẩy nền giá của nó bắt ao được mọi cái đỉnh, khả năng cao sẽ về 120, mạnh hơn nữa về được 140 luôn cơ. Chúng ta cùng đón xem nha. Mã cổ phiếu này thì em đã cho các bạn em mua rồi. Đây, TCM mua rất là lâu rồi. Ngày 19 tháng 1, ngày 19 tháng 3 luôn này. Đấy. Đấy, mua quanh cái vùng 82 này, 82 mà bây giờ nó tăng như vậy thì phải rất là tuyệt vời không? Phải giờ tăng đến tận hai mấy phần trăm, ba mấy, bốn mấy phần trăm rồi, như thế không ạ? Đó. Chúng ta phải nắm giữ những mã cổ phiếu đánh trung hạn, nắm giữ những mã cổ phiếu đánh dài hạn, nắm giữ những mã cổ phiếu có câu chuyện kinh doanh ổn và đi lướt những mã cổ phiếu cơ bản của nó tốt, kèm đó là có cái mức giá, có cái chạc đồ thị tốt để ta lướt. Đó, phương pháp đầu tư chúng ta cần phải thay đổi rất là nhiều nha, để có thể thích ứng nữa nha, chứ không phải chúng ta có ôm khư khư một phát đầu tư để phát triển được. Và cái video của em tới đây sẽ kết thúc thôi, và em rất mong anh chị hãy để lại một like cũng như một subscribe để ủng hộ em. Và nếu như anh chị vẫn chưa mở tài khoản tại chứng khoán VBS, anh chị có thể liên hệ qua số Zalo của em để dưới phần mô tả dưới của những cái video của em. Đây, chị nhìn thấy đây, em luôn luôn để dưới phần mô tả này, anh chị thể liên hệ em nhé. Kèm theo đó là anh chị vẫn có thể tham gia một số cái group cộng đồng của em ở đây, và em cũng có triển khai một số như là TikTok này, tặng em một cái kiểu chị có thể xem ủng hộ em nhé. Và em rất rất mong chị hãy để lại một like cũng như một subscribe ủng hộ em. Và nếu như anh chị cần em tư vấn mã cổ phiếu nào, chị có thể comment ở dưới video của em nhé. Và em chúc anh chị một buổi tối thật là vui vẻ bên gia đình và hạnh phúc bên người thân. Và em xin chào anh chị, và chúc anh chị viên ngày mai là một phiên cái mã cổ phiếu anh chị tím. Và em xin chào anh chị ạ.